Tổng thống Biden lại quỳ, lại ngã và lại nhầm lẫn. Điệp khúc vô tận này đã khiến Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả phải chấp nhận sự thật rằng ông Biden đã già và đang trở thành gánh nặng cho họ. Ngay sau cú ngã xe đạp ông Biden hồi cuối tuần, cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng nếu điều này xảy ra với Tổng thống của Trung Quốc Hoa Kỳ, lãnh đạo của thế giới tự do, thì các đối thủ của Mỹ như Nga, Trung Triều có thể đưa ra rất nhiều quyết sách táo bạo ảnh hưởng tới cả cục diện thế giới. Ông Trump thậm chí còn nói điều này, tức cú ngã xe của Biden, có thể kích hoạt một cuộc thế chiến. Tuy nhiên, lần này không chỉ ông Trump và các nhân sĩ Đảng Cộng Hòa nói vậy, mà ngay cả truyền thông cánh tả cũng phải nói rằng Tổng thống Biden đang trở thành gánh nặng của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, bài xã luận của tờ tạp chí Phố Wall hôm 20 tháng 6 cho biết Đảng Dân Chủ và giới truyền thông cánh tả buộc phải chấp nhận sự thật rằng ông Biden đã già và hiện ông ấy là của nợ chính trị của Đảng Dân Chủ và họ muốn đẩy ông ấy ra khỏi cửa. Thực tế, ngay từ đầu năm 2021, đội ngũ nhân viên của tờ tạp chí Phố Wall đã lấy ông Biden ra làm trò tiêu khiển. Họ đã treo giải thưởng cho ai đoán đúng về thời điểm Đảng Dân Chủ bắt đầu nhận ra việc Tổng thống Biden đã quá già và nên kết thúc công việc. Tờ Thời báo New York cũng bắt đầu những luận điệu tương tự, nói rằng ông Biden là Tổng thống đương nhiệm cao tuổi nhất của Hoa Kỳ. Năm nay đã 79 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ khi ông vừa tròn 82 tuổi. Và trông ông ta cũng đúng y như lứa tuổi của mình. Vậy tại sao Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả bất ngờ quay lưng với ông Biden? Câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ là trong tất cả các cuộc thăm dò về mức tín nhiệm gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và điều đó có thể khiến Đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Ngoài ra, những biểu hiện bất thường như vấp, ngã, nói lắp, nói nhầm của ông Biden đã lặp lại quá nhiều lần. Mỗi lần như vậy đều tràn ngập trên các mặt báo Mỹ và thế giới. Điều đó cũng khiến Đảng Dân Chủ phải thừa nhận sự già nua của ông Biden và gánh nặng của Nhà Trắng có lẽ đã quá sức với ông. Áp lực của vị trí ông chủ Nhà Trắng thậm chí có thể khiến người trẻ cũng phải già đi. Ông Biden cũng không phải ngoại lệ. Đã có những lúc ông Biden nổi nóng với nhân viên của mình, nói lớn rằng lòng biết ơn của các người ở đâu? Các người nghĩ Bernie hay thị trưởng Peter sẽ đánh bại Trump ư? Tôi mới là người đã cứu Đảng Dân Chủ. Những phản ứng nóng giận như vậy của ông Biden bên trong Nhà Trắng đã được lan truyền ra bên ngoài, và hệ quả của nó là hàng loạt các đơn từ chức của các cố vấn cấp cao. Đơn từ chức mới nhất vừa được gửi tới ông Biden, đó là từ cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, cô Dana Remus. Cô Dana Remus là luật sư hàng đầu cho Tổng thống Biden kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức, trước đó từng phục vụ cho chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và cả chiến dịch tranh cử của ông Biden. Khi nhận được đơn từ chức của cố vấn cấp cao, ông Biden không có cách nào níu giữ, chỉ có thể nói rằng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp của Dana Remus. Cô ấy là một thành viên vô giá trong đội ngũ nhân viên cấp cao của tôi trong suốt 3 năm qua. Tôi cầu chúc cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên hành trình phía trước.